Nguyễn Hữu Linh sàm sợ bé gái trong thang máy, không có chuyện quýt làm cam chịu. Thưa quý vị, những ngày gần đây dư luận đang hết sức lên án những vụ án dâm ô hiếp dâm, trong đó phải kể đến vụ Nguyễn Hữu Linh sàm sợ bé gái trong thang máy. Song dưới góc độ pháp luật thì tội ai người đã chịu, những cá nhân tổ chức có hành vi biêu xấu, nhục mạ vợ con của cựu viện phó viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có thể bị xử lý hình sự. Cụ thể, liên quan đến vụ án Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, cựu viện phó viện kiểm sát thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Mới đây, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận đơn của vợ bị can Nguyễn Hữu Linh là bà Trần Thị Thanh Tân, sinh năm 1964, ngụ tại địa chỉ số 30 Lê Lợi, phường Thạch Thăng, quận Hải Châu, tố cáo bị nhiều cá nhân tổ chức xúc phạm danh dự, dân phẩm uy tín của bà và những người thân. Trong tâm thư đau đớn, bà Tân viết, Chồng tôi là Nguyễn Hữu Linh đang bị điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi do cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Việc chồng chồng tôi làm sai đến đầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đến đó theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên bản thân tôi, con tôi trong suốt thời gian vừa qua có tội tình gì mà phải chịu đựng những hành vi xử sự không đúng pháp luật của rất nhiều cá nhân tổ chức làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình tôi. Họ rất nhiều các cá nhân tổ chức đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với tôi và những người thân của tôi. Họ đã biêu rếu xúc phạm tại nhà riêng của tôi như xịt sơn, ném chất bẩn vào nhà, đăng những hình ảnh của tôi, con tôi, người thân và bạn bè của tôi kèm theo lời lẽ xúc phạm trên những phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Bà Trần Thị Thanh Tân bày tỏ, Bản thân tôi, những người thân trong gia đình không dám đi ra đường. Hiện tại có nhà nhưng không dám về. Cuộc sống của gia đình tôi đảo lộn hoàn toàn. Sức khỏe, tinh thần phải chịu đựng quá kinh khủng. Không biết đến khi nào mới ổn định được. Dưới góc độ pháp lý, phóng viên báo người đưa tình đã có cuộc trao đổi với luật sư Phan Kế Hiện, giám đốc công ty luật bảo tính để bằng độc có góc nhìn ra chiều hơn về vụ việc. Luật sư có hay không, việc quyết làm cam chịu trong vụ án nguyên viện phó, viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, xăm sở bé cái trong thang máy luật sư cho biết người nào phạm tội thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong vụ việc này vợ con người thân của ông linh vô cằn họ không có lỗi gì nên đương nhiên sẽ không phải chịu những lời lẽ dục mạ xúc phạm danh dự từ dư luận hay nói cách khác những cá nhân tổ chức tự ý dùng hình ảnh lời nói để bôi nhọ danh dự làm dục người thân của bị can linh đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng điều quan trọng là gia đình ông linh cần phải chỉ đích danh những cá nhân tổ chức có hành vi lăng mạ xỉ nhục mình để tố giác lên cơ quan cảnh sát điều tra trong trường hợp này, gia đình bị can linh có quyền mời luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Luật sư cho biết, những cá nhân tổ chức có hành vi sử dụng hình ảnh, lời nói để lăng mạ, làm dục vợ con bị can Nguyễn Hữu Linh đã phạm tội gì. Theo khoản 1, điều 20 của Hiến pháp 2013, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, Dục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác, xâm phạm thực thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, dân phẩm Hành vi làm dục người khác có mối quan hệ chặt chẽ với danh dự và nhân phẩm con người Quyền được bảo vệ danh dự, dân phẩm uy tín của cá nhân được quy định rất cụ thể tại Điều 34 Bộ Luật Dân sự 2015 Danh dự, dân phẩm uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ Cá nhân có quyền yêu cầu tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, dân phẩm uy tín của mình Do vậy, những người có hành vi dùng lời nói lăng mạ xúc phạm vợ con bị can Nguyễn Hữu Linh có thể cấu thành tội làm nhục người khác. Thứ hai, về việc tự ý sử dụng hình ảnh người khác mà không được người đó đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích đưa lên mạng Internet để biểu xấu, lăng mạ thì cá nhân tổ chức có hành vi này đã vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truyền dập, thu thập, xử lý, trao đổi, và sử dụng thông tin theo khoản 3 điều 66 nghị định 174/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện hoặc bị xử lý hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo điều 288 bộ luật hình sự năm 2015. Vậy trách nhiệm pháp lý mà những cá nhân tổ chức vi phạm là như thế nào? Thưa luật sư. Trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, thì người nào xúc phạm nghiêm trọng dân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Hoặc tùy vào tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi, người có hành vi vi phạm có thể trong mặt với mức án tù cao nhất là đến 5 năm về hành vi sử dụng hình ảnh của người khác. Điều 32 Bộ luật dân sự 2015 quy định, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình và việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý theo các quy định của pháp luật. Theo quy định tại điểm E, và điểm cờ khoảng 3 điều 66, Nghị định 174-2013 quy định rõ. Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật, cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Hơn nữa, tại điểm B khoảng 1 điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, người nào thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì bị phạt tiền từ 30 đến 200 triệu đồng, phạt cái tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Công an đề nghị đoàn luật sư Đà Nẵng đưa ra hình thức xử lý ông Nguyễn Hữu Linh. Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đề nghị đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng xem xét đưa ra hình thức xử lý đối với ông Nguyễn Hữu Linh. Chiều nay luật sư Trần Tuấn Lợi, Tránh văn phòng đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thông báo từ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh về sự việc của ông Nguyễn Hữu Linh. Theo luật sư lợi, ngày 6 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 4 đã gửi thông báo khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, chú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng, để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Ngoài thông báo đã khởi tố, công an quận 4 còn đề nghị đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng xem xét đưa ra hình thức xử lý đối với ông Linh. Luật sư lợi cho biết thêm, do ông Linh đã đăng ký thành viên đoàn luật sư Đà Nẵng, nên sau khi nhận được văn bản, lãnh đạo đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng sẽ giao cho hội đồng khen thưởng kỷ luật tham mưu để đưa ra hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, lúc 21 giờ 10 phút tối mùng 1 tháng 4, Nguyễn Hữu Linh đã có hành vi ôm hôn, xăm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ sự việc trên được camera ghi lại. Clip này lan truyền trên mạng. Ngay sau đó, công an quận 4 tiến hành xác minh điều tra, Đến ngày 22 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015, đồng thời Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 cũng phê chuẩn lệnh cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can vào ngày 23 tháng 4.